Tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp, các nhân viên phải hoạt động hết công suất để có kết quả xét nghiệm sớm nhất cho bệnh nhân. Và mới đây, những hình ảnh đoạn tin nhắn của một người thuộc Trung tâm Kiểm soát Y tế Bệnh tật Thừa Thiên Huế gửi cho lãnh đạo đơn vị cùng hình ảnh nhân viên y tế gục ngã vì kiệt sức và lời kêu cứu đã khiến nhiều người không khỏi xót xa. Mặc dù hiểu rõ công việc khó khăn, song vị lãnh đạo cũng không thể làm gì hơn ngoài việc động viên, an ủi các nhân viên đang công tác. Các bạn ơi, bác biết hết, các anh em CDC đã gần như hết sức cả rồi. Bác cầu mong cho mọi người không ai gục ngã hết, cố gắng vượt qua giai đoạn này vì tất cả cộng đồng. Ngay khi xác nhận được sự việc này, ngày 13 tháng 5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 đã họp bàn và đề nghị Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế chi thêm nhân lực xét nghiệm cho tỉnh. Được biết, kể từ ngày 29 tháng 4 cho đến nay, bộ phận xét nghiệm sàng lọc tại Thừa Thiên Huế đã thực hiện xét nghiệm mẫu cho 3.972 mẫu. Riêng trong ngày 13 tháng 5 vừa qua đã xét nghiệm 696 mẫu. Và trong khoảng thời gian này, các nhân viên y tế thường xuyên phải làm việc 12 tiếng trên một ngày để kịp tiến độ công việc. Chúng ta có thể thấy rằng, đội ngũ y bác sĩ và nhân viên y tế đang là một trong những đơn vị vất vả nhất trong cuộc chiến chống COVID-19 lần này. Mọi người chúng ta nếu thực hiện nghiêm túc các quy định phòng chống từ Bộ Y tế sẽ giảm bớt phần nào đó gánh nặng cho họ.